cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua. Cũng nhờ mọi người góp ý mà kênh mình đã hoàn thiện chất lượng video gửi đến các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người tiếp tục series 7 chim sâu khúc mặt 5 màu. Lần này là anh em mình bắt đầu cuộc hành trình. Nói thật là lần đầu mình đi ghe, rất là tuyệt vời luôn mọi người. Quá đẹp.
video đến đây là kết thúc. Mọi người đừng quên nhấn chuông để nhận được những video mới nhất từ mình. Đăng 70 TR xin chào và hẹn gặp lại.